Okay. Yeah, be Luca, Yatra, good year, what you are. If in Luca and Pinyan, so what there. Pay your torch, paddle car, and you got guns on them. Yes, here, what you want to eat, but Jayana, if in Luca, a torch, you know, like guy, what you bad guy. Jimmy, yes, here, what you know, cock gone, eh? Only like, or what you torch in the car. Hey, Jaman, go on, young as a child. I go had a god there. Go on, young share the god there. No, what you back up? No, no, bishop, but so don't have a lot of guy. What you back up, what you took up, bait, told you more, what you tell, what you money back up, can go. Got your more, your young say, got young share no more. Tino no more, got what you're London, young share. The one woman ministry cares and loves you a lot. Please don't hesitate to ask us if you need anything. I will be praying for you, and God's got this. Yeah, guy who to me, yeah, German, eh? Who tava trees, Luca, maha, got on your share, got her toe, me do German, need her to sunshine. Need to your daughter, key cash, and need to your jong, maha, got ya eat to me, jay, or your lot dope, eh? Now look turn the night, your lot will hold you to what you a guy in jong, Cecilia. It's on your share, maha, who yonder yen, I go had enough, sir. Okay, Every day, we have to live like there's no tomorrow, because tomorrow is never promised. So we have to live our life joyfully and with peace. And look to the cross so you can be rest. And don't look into the world, because you will be distressed. So. Just live your life joyfully, don't think too much, and don't worry about what's going on in this world, and we live with Jesus. Thank you, and I love you, and Jesus love you. Hi, Nichimi. I am so happy to have known you, and I just want to encourage you that God loves you and that I love you, so don't give up. Love you. Hi, Nichimi. Just wanted to let you know that you've got this fight. God's got your back. We love you. Our congregation is here for you. If you need anything, please reach out to us, and I love you so much. Go ahead, go, Minya Jamang, go, Tanya Shia, Ma, go, Mamma, Mala, go, Tanya Shia, Ma, 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 go,
Hey, Nichaming, it's Lucy. I trust that this is just a trial for you, and I know you got this, and I love you, and I'm here for you, okay? Yeah, then I'm going to send you a ball. I'm going to get your share of a tree, what you do. You have to look at chaplain, it's what you do. Make your share of a tree, what you take a look at, what you look at, what you look at. Okay. Hi, Nichaming. Could you talk about what you're doing? Cô sáng có cho xe đâu con chứ nhưng trên thì có yếu đó rong thế có yếu rất là ba bé cả bé thằng đi qua y ba nẻ chỉ rong á thì cô cho hay là đâu có sao nhớ rong nẻ chấm ăn bé ở công mò mò là bé lúa cỏ bé vẫn nó có chơi 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 bé và cái mò kinh kinh hồ luôn chơi tê nó tên tớ và chú bố tân trò và chú yếu và cho dạ lòng tớ có cho kiến chân ý và chú yếu lũ co thế chữ co ý có cho bố xí á ý và chú yếu cho co lũ rô ý nó có yếu chú tô nhá tô khó thế có cho xí phụ rô và chú có cho chú sân cho ý dạ á chí hồ lũng tế tế nó là ý có mô có tù khăn là mồm cho và chú xí tô rộng thế ô nơi tù phong yên đó có cho lúc xí hợp ấy và chú lúc có một ít gì ấy có cho xí ấy có yếu đi có tế kế mô kinh kinh nó ấy cũng và trong xí thế cũng yếu thảo và chú cháu có lúc rõ có cho lúc xí hợp á và có cho nó như xong à, nè chẳng mấy nè nó cũng yếu yên á à, nó trong xí hợp thì bây tôi ok tôi celebrate là yếu tôi cháu đi xí hợp có cú sa hai đâu có hạt tiền, ô lúc xưa tập hợp đâu hạt tiền, bây giờ có chủ yếu tụi tôi phụ trách à, lo lụa hạt tiền cancer nó chơi, giờ sang ngày tới nó chơi như họ yêu họ ô đâu bây giờ chơi chút là, thế xí mà bây giờ chỗ hạt tiền lo lụa chủ yếu số na, chủ yếu số lúc bây giờ lúc họ phổ chút là, số thợ bây nó lo lụa cancer chơi nó ô đâu bây bóng xe thì xíu có chút bóng xe nó có tờ trả, giờ đâu cho hai đứa cháu có lo có chút bóng xe có yếu chủ tờ cho hạt tiền, tụi các mỗi yếu chủ tu mùng được chia sẻ luôn bé, nó sẽ là ok, chia sẻ yếu cho xe, nếu yếu khách chính, thì nếu yếu lúc đăng ký được bé, yếu được thợ bé tổ chức cái trường lúc bé mua cho xe, cho tặng thợ đồ chia sẻ lên, nếu yếu tụi cho tặng thợ bé lúc này cho xe, yếu sẽ lo đồ vật chữ đồ hạt tiền last year, doctor thứ hai nữa đồ cụ thể thì xem nếu họ yếu họ different cancer nữa, là hai nữa đồ cụ thể xem cụ thể thợ vật chữ cụ thể sao tiền chơi. Cô yêu chị bảo cô cho mình nhớ cô có hình cô thảo vật chữ hình cô sao trong từ từ gì cô có đó là cô thảo vật chữ cái cô đó cả mù chỉ từ đầu tới chết cái nửa tia cô chơi chơi hàng đầu nửa chữ mà tâm mình ở chỉ được cô nữa na em cô chơi chơi đó rồi là cô cho cô tao lên đầu đó là nửa chữ tâm mình lo sợ because you chơi kiến trúc na vật chữ ba đầu you ba đầu rồi you na mỗi lần đầu lên là tôi mắc cancer đầu tới tiền là chỉ khó là đó là thổ cơ tôi nâng đầu nửa tôi chỉ tôi nửa tôi dùng đã cả lo rồi so cô sao thảo mỗi học kỳ cháu xem nó đọc hay tiếc có chia sẻ đôi chữ just have hope and do not be dismayed by you know like what the doctor said chia sẻ giống như chia sẻ thôi có chữ phong có một có thiết lúc còn ok nhà cha mẹ của sắc khi đâu có hay tiếc của lúc có tiếng và chú lúc có cũng riêng khi chia sẻ hay tiếc bé tụi và chú nhớ tụi mất cái gì nhớ tao ít buồn trái ạ chỉ hay tì tụ tu là và chú tôi cha tao sửa tất cả lo và chú đi nhớ khó có cái rong để tất cả lần thứ bé và chú đi nhớ ok có chỉ so phóng xe so chờ bé chừng nhớ có cho sister nhớ để nó và chú năm với ý để chú bé có cho sister bé chỉ sợ con rong cũng riêng khi chia sẻ thì và chú cho có sợ ok thì bé chừng nhớ tao nhớ ok đừng để cô là nhà tạm đây, em có khi thuộc qua tiền của lũ co, thế là chỉ lũ co. Okay, hi Nichaming. You know me, I'm Shua. I just want to say, you know, things are really hard right now. But just know that you have a group of people who stand behind you, and are here for your family, and your children, and your husband, and
We just know that at this time there's nothing we can do to, help take this away. But one thing we can do is just to be there for you. And so I know you've been a really strong person this far in your life, and I know you're going to keep pushing through, and I'm really proud of how resilient you have been, and we are just so grateful to have your family at our church. Pray without stopping, and one day he will come to you and he will take all your pain and all your all the stuff that you're feeling right now. It will be gone by the time in his time, but probably will not be your time. Okay?